Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của bản tin Chuyển động Kinh tế 24 giờ. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày 15 tháng 6 tăng điểm. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên trong ngày 15 tháng 6 khi thị trường hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất. Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 429 điểm, tương đương 1,26% và đóng cửa với 34.408 điểm. S&P 500 tăng 1,22% và chốt phiên với 4.426 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng đã đi lên 1,15%, đạt 13.783 điểm. Mức tăng trong ngày 15 tháng 6 lại giúp S&P 500 và Nasdaq tạo đỉnh mới trong vòng 13 tháng. ECB nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm. Theo quyết định mới nhất, được đưa ra trong cuộc họp ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 2,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Như vậy, trong vòng một năm vừa qua, ECB đã nâng lãi suất cho vay tổng cộng thêm 4 điểm phần trăm, tốc độ tăng nhanh kỷ lục. Thông báo của ECB nêu rõ, các quyết định trong tương lai của Hội đồng Điều hành sẽ đảm bảo rằng lãi suất chỉ đạo của ECB được tăng đến các mức đủ để kiềm chế lạm phát trung hạn về đúng mục tiêu 2%. Với mức 6,1% hiện nay, lạm phát trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã thấp hơn nhiều so với mức hai chữ số vào thời điểm mùa thu năm ngoái, song vẫn còn quá cao so với mục tiêu 2%. Dự báo kinh tế Nga phục hồi hoàn toàn vào năm 2024. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết nền kinh tế Nga sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024. Theo đài RT Nga, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết nền kinh tế Nga sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nga nhấn mạnh nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nga đang chứng kiến mức tăng trưởng ổn định. Cụ thể, số liệu thống kê chính thức hồi tháng 4 cho thấy hoạt động kinh doanh của nhiều ngành then chốt của nền kinh tế Nga bao gồm sản xuất, xây dựng, bán lẻ, dịch vụ và ăn uống công cộng đã tăng trưởng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý chỉ số môi trường kinh doanh đang ở gần mức cao nhất trong 10 năm. Theo bà, các xu hướng kinh tế đang được cải thiện phần lớn là do nhu cầu trong nước phục hồi. Nhu cầu này đang nhanh chóng thay thế tỷ trọng xuất khẩu trong cơ cấu nền kinh tế. Thụy Sĩ chỉ định một ủy ban điều tra vụ giải cứu ngân hàng Credit Suisse. Quốc hội Thụy Sĩ ngày 14 tháng 6 đã chỉ định một ủy ban đặc biệt tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ngân hàng Credit Suisse đứng bên bờ vực phá sản và quá trình ngân hàng UBS phải tiếp quản Credit Suisse. Việc chỉ định một ủy ban đặc biệt gồm 14 thành viên do cả văn phòng Thượng viện và Hạ viện Thụy Sĩ quyết định, đánh dấu một trong những bước cần thiết cuối cùng để ủy ban bắt đầu điều tra, mặc dù hoạt động cụ thể của ủy ban này hiện vẫn chưa được xác định. Đây mới chỉ là lần thứ 5 trong lịch sử hiện đại của Thụy Sĩ, một ủy ban đặc biệt như vậy được thành lập để khởi động một cuộc điều tra sâu hơn về cách chính phủ, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính đã hành động trong tiến trình giải cứu khẩn cấp Credit Suisse. EU kết luận Google lạm dụng lợi thế áp đảo trên thị trường quảng cáo. Sơ bộ từ EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu EU, sau 2 năm tiến hành cuộc điều tra chống độc quyền, Google đã lạm dụng lợi thế áp đảo trên thị trường quảng cáo. EC đề nghị Google phản hồi về kết luận sơ bộ trước khi cơ quan này đưa ra kết luận chính thức. Nếu kết luận này được giữ nguyên, EC có thể áp mức phạt tối đa 10% doanh thu toàn cầu của Google. Thông báo từ cơ quan quản lý cạnh tranh EU nêu rõ việc Google ưu tiên các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của mình gây tổn hại cho các đối thủ cung cấp công nghệ quảng cáo, các hãng quảng cáo và các hãng phát hành trực tuyến. Cơ quan cạnh tranh EU cho rằng chỉ điều chỉnh hành vi sẽ không có tác dụng ngăn chặn các thói quen phi cạnh tranh. Trước đó, 3 tháng sau khi cơ quan quản lý của EU mở cuộc điều tra, Google đã tìm cách dàn xếp vụ việc. Tuy nhiên, các nhà quản lý ngày càng nhận thấy tốc độ cải thiện hành vi phi cạnh tranh rất chậm và thiếu nhượng bộ đáng kể. Đến nay, quan điểm của EC là Google phải rút vốn khỏi một số dịch vụ quảng cáo. Nền kinh tế New Zealand chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật. Ngày 15 tháng 6,
Cơ quan thống kê New Zealand công bố dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 1 năm 2023 có mức tăng trưởng âm 0,1%. Trước đó, xứ Kiwi cũng chứng kiến mức tăng trưởng âm 0,7% trong quý 4 năm 2022. Sự suy giảm xảy ra trong bối cảnh ngân hàng dự trữ New Zealand RBNZ, tức ngân hàng trung ương, đã thực hiện một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất thế giới. Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson xác nhận quốc gia Nam Thái Bình Dương này đang bước vào thời kỳ suy thoái. Đây là cuộc suy thoái đầu tiên của New Zealand kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến chính phủ nước này phải đóng cửa biên giới, làm đình trệ du lịch và gây tắc nghẽn xuất khẩu. Tuy nhiên, ông Robertson cho rằng điều này là không có gì đáng ngạc nhiên. Năm 2023 là một năm nhiều thách thức khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lạm phát duy trì ở mức ngày càng cao và kéo dài hơn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện khí hậu đang tác động tới doanh nghiệp và các hộ gia đình của New Zealand. Chuyển sang phần tin trường nước. Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ trần lãi suất huy động. Ngân hàng nhà nước vừa có quyết định tiếp tục điều chỉnh tiếp một loạt lãi suất điều hành. Mức giảm với một số loại lãi suất điều hành là âm 0 cộng điểm phần trăm. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2023. Trong đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% năm xuống 5% năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% năm xuống 4,5% năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% năm xuống 3% năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5% năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,0% năm xuống 4,75% năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5% năm xuống 5,25% năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do ngân hàng ấn định trên cơ sở cung, cầu vốn thị trường. Agribank dành 15.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ưu đãi. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vừa có quyết định triển khai chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước với tổng nguồn vốn cho vay lên đến 15.000 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2024. Đối tượng áp dụng của chương trình là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước có nhu cầu vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống. Lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,0 đến 1,5% năm so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank đối với khách hàng đã sử dụng dịch vụ thanh toán tiền lương qua tài khoản mở tại Agribank nơi cho vay. Đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ thanh toán tiền lương qua tài khoản mở tại Agribank nơi cho vay thì lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 đến 1,0% năm so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank. Hé lộ lý do chủ tịch Bamboo Airways xin từ chức. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, ông Nguyễn Ngọc Trọng, chủ tịch hội đồng quản trị Bamboo Airways đã chia sẻ lý do xin từ nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, đại hội đồng cổ đông lần này của Bamboo Airways diễn ra trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của hội đồng quản trị đương nhiệm. Do đó, các thành viên thống nhất từ nhiệm để đại hội đồng cổ đông bầu ra các thành viên hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2023 đến 2028 với cơ cấu gồm 01 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 3 thành viên hội đồng quản trị. Phần lớn các thành viên hội đồng quản trị cũ sẽ tiếp tục ứng cử khóa tới và dự kiến sẽ bổ sung một số thành viên mới là các lãnh đạo cấp cao, dày dặn kinh nghiệm hàng không trên thế giới để kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!